Tiết mục đầu tiên đến từ phòng chăm sóc khách hàng với một tiết mục nhảy ngày hôm nay. Xin chào, kính mời nhóm chăm sóc khách hàng, phòng chăm sóc khách hàng ạ. Giám khảo, thưa quý vị khán giả cùng toàn thể các bạn, VNPay đã hình thành và phát triển qua 7 năm, một khoảng thời gian không dài nhưng cũng không phải là quá ngắn. Và trong số các bạn ở đây cũng không ít người đã gắn bó với VNPay rất lâu, có thể gọi là có thâm niên rồi. Đã bao giờ các bạn tự nhủ, tự thắc mắc như chúng tôi không? Đó là VNPay được hình thành như thế nào? Với chúng tôi, những cô nàng chăm sóc khách hàng, những người hàng ngày giao tiếp giới thiệu dịch vụ của VNPay đến với các khách hàng, đã thấy được cái hay, cái tiện và cái lợi của các dịch vụ mà VNPay cung cấp. Có tên Hành trình VNPay của phòng chăm sóc khách hàng để xem chúng tôi đã nghĩ và đoán như thế nào nhé. Everybody dance and move.
mà có một chị cả nhóm bên nhảy thì tôi chỉ duy nhất chú ý đến cái chị đứng đầu ạ. Cái mông chị ngẹo dậy đẹp quá. Em vào đến mức mà nhỏ nhãi rồi. Vâng, thưa có lẽ là để đến tiếp tục chúng ta sẽ cùng nhau hỏi một vị ban giám khảo không ạ? Một anh sẽ đại diện cho bên ban lãnh đạo. Anh có thể... Tôi không biết là các cô ấy đoán trúng bao nhiêu phần trăm, nhưng mà liệu tôi có thể mạn phép kính mời một anh, một chị đại diện ban lãnh đạo đã sáng lập BNB có đôi lời chia sẻ được không ạ? Alo. Cảm ơn các bạn đã cho một cái tiết mục bữa đầu nói thật là cũng rất nóng. Trước hết đi thẳng vào cái câu hỏi của anh MC anh Học, tôi là nghĩ gì về những gì mà các bạn nghĩ đó thì tôi năm nay thì phòng chăm sóc khách hàng đem lại một tiết mục sôi động hơn, múa đẹp hơn, nhảy đẹp hơn. Nhưng mà tôi quan sát kỹ năm sáu cô và các tất cả điện nhảy thì nó liên quan đến cô thì xây lúa, cô thì tát nước, cô thì ôm em. Thành ra tôi nghĩ không liên quan tới dịch vụ VNTOP cả. Vâng ạ. Và sau đây thì chúng ta sẽ về đến điểm của bốn vị giám khảo của chúng ta. Xin hỏi anh đánh cho bao nhiêu điểm ạ? Chúng ta có 7, 8, 9 và 10. Vâng ạ. 8 điểm. Xin hỏi anh Mạnh, anh Mạnh Chí ạ. Anh Chí Mạnh, anh cho bao nhiêu điểm ạ? Trước khi cho điểm thì tôi xin cảnh cáo phòng chăm sóc khách hàng. Hình như có sự gian lận ở đây sao ấy? Tôi thấy như có diễn viên chuyên nghiệp hay sao ấy? Có không? Có diễn viên chuyên nghiệp không ạ? Cái cô ở đầu tiên ấy nhảy rất đẹp. Nhưng mấy bạn ở sau thì nhảy cũng đẹp nhưng mà mặt lại không cười. Tôi cho 9 điểm. Anh Lân cho bao nhiêu điểm ạ? Đồng chí, trước khi cho điểm thì tôi xin có một vài lời như thế này. Các bạn đã vẽ ra cho chúng tôi với tư cách là một người ngoại đạo. Ngoài công ty VNPay, chúng tôi nhìn thấy lịch sử phát triển và cũng nhìn thấy sự dân chân trong quá trình kết nối giữa các ngân hàng với công ty VNPay để ra được các dịch vụ thanh toán như ngân hàng ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng nhớ đến những cái tên Agribank hay VietinBank. Nói chung bank càng bank nhiều thì thu nhập càng nhiều. Và với cái điều nhảy của các bạn vừa rồi ấy, tôi thấy một số bạn bank khá tốt rồi đó. Và lần sau cười to hơn và bank nhiều hơn nhá. Vâng, các chị nên nhớ là chúng ta sẽ cười to hơn và bank tốt hơn đúng không ạ? 8 điểm. Rồi, và vị giám khảo cuối cùng ạ, anh cho bao nhiêu điểm ạ? 50. Trước đây tôi cũng đã từng phụ trách một thời gian phòng chăm sóc khách hàng. Cho nên đối với tôi, chăm sóc khách hàng mãi mãi cũng vẫn là một sự ưu tiên. Tôi cho 9 điểm. 9 điểm, vâng. Xin cảm ơn tất cả các chị đến từ phòng chăm sóc khách hàng.